Thưa quý vị, trong lúc này, việc quản lý người nhập cảnh, nhất là tình trạng nhập cảnh trái phép qua biên giới, cần phải được làm gắt gao. Bởi đang là thời điểm cận Tết, người lao động Việt ở nước ngoài đang về quê ăn Tết. Ghi nhận tại Đồng Tháp, số người nhập cảnh trái phép tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Những ngày này, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự đang tăng cường phối hợp cùng bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền vận động người dân khu vực biên giới không tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Khi phát hiện đối tượng lạ, báo ngay cho các ngành chức năng. Riêng với đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã lồng ghép qua các cái buổi tuyên truyền như họp tổ, họp nhóm, rồi đi đến từng nhà, từng hội viên để nhắc nhở, và bên cạnh đó thì cũng tăng cường nhằm cho nâng cao nhận thức cho hội viên của mình. Khi tôi phát hiện mà xâm nhập trái phép về Việt Nam thì tôi phải trình báo với chính quyền địa phương để cho cách ly, chứ để không thôi lây bệnh cộng đồng. Tại xã Thường Phước 1, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã phát hiện bắt 57 vụ với trên 193 người dân qua lại trái phép. Cán bộ trực tiếp đi vận động, tuyên truyền. Cái thứ hai là thông qua kênh thông tin đại chúng của tỉnh, huyện và của xã để tuyên truyền cho mọi người dân nắm chắc các cái quy định của pháp luật để người dân khi mà nhập cảnh về nước chấp hành đúng các cái thủ tục về xuất nhập cảnh và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tỉnh Đồng Tháp có khoảng 50 km đường biên giới, trong đó xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự có 6 đường mòn tiếp giáp nước bạn. Bên cạnh bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, tuần tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm, địa phương này còn thường xuyên liên tục tuyên truyền vận động người dân tố giác khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ lây lan mầm dịch COVID-19 từ ngoài vào cộng đồng. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, việc ít thu nhập giảm nên năm nay số lượng công nhân, người lao động không về quê ăn Tết dự kiến tăng đột biến so với mọi năm. Và tại Bình Dương, ước khoảng 250.000 người trong tổng số là 1,2 triệu lao động nhập cư tại đây sẽ không về quê dịp Tết này. Con số này ước tăng khoảng 100.000 người so với các năm trước đây. Ngành chức năng tỉnh Bình Dương cho biết sẽ trích ngân sách và vận động nguồn xã hội hóa để tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân không về quê ăn Tết. Theo thống kê sơ bộ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, trong tổng số gần 1.500 doanh nghiệp đã báo cáo, mới có khoảng một nửa doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2021, trong đó mức thưởng Tết bình quân khoảng 7,7 triệu đồng một tháng, cao hơn mức thưởng bình quân của năm trước. Mức thưởng cao nhất là 497 triệu đồng một người và thấp nhất là 4,4 triệu đồng một người. Thưa quý vị, chỉ hơn 20 ngày nữa là đến Tết, nhưng ở thời điểm hiện tại thì phòng vé tại nhà ga và bến xe trung tâm Đà Nẵng vẫn thưa thớt người, không còn cảnh chen chúc xếp hàng từ rạng sáng để chờ mua vé như những năm trước đây. Khu vực phòng vé, nhà ga Đà Nẵng, hành khách có thể giao dịch trực tiếp mà không cần xếp hàng, không phải chờ đợi. Nhiều hành khách tỏ ra khá bất ngờ vì có thể lựa chọn thoải mái giờ xuất phát, giường nằm hay ghế ngồi cho những ngày cao điểm giáp Tết. Như mọi năm thì tới cái thời điểm này thì mọi người tới đây đông để mua vé, với lại vé cũng khan hiếm. Nhưng mà năm nay thì vì tình hình dịch bệnh nên mọi người kinh tế cũng khó khăn, cho nên thời điểm bây giờ thì vé vẫn còn rất nhiều. Sau gần 2 tháng tổ chức bán vé, ga Đà Nẵng đã bán được khoảng 3.000 lượt vé, tương đương với 40% số vé so với mọi năm. Bình quân mỗi ngày, nhà ga chỉ bán được từ 50 đến 100 vé tàu Tết các loại. Tại bến xe trung tâm thành phố, sau 20 ngày triển khai, lượng vé bán ra chỉ khoảng 8.000 vé, chủ yếu là các tuyến xe khách đi các tỉnh thành phía Bắc. Số lượng vé phục vụ Tết Nguyên đán vẫn còn khá nhiều. Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cũng đã lên kế hoạch bố trí xe dự phòng, sẵn sàng tăng cường khi nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến dịp Tết. Thưa quý vị, sáng nay thì Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm và trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Phú Thọ. Trao đổi chia sẻ với người dân, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, dù trong điều kiện khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống của người dân, đảm bảo không người nghèo nào bị tụt lại phía sau trong sự phát triển của đất nước. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương phải tổ chức tốt Tết Tân Sửu vui vẻ, đầm ấm, để mọi nhà đều có Tết, đều được chăm lo, nhất là với những người có công với cách mạng, với thương binh, gia đình liệt sĩ, công nhân,
người lao động và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới thăm tặng quà Tết các trẻ em đang được nuôi dưỡng tại làng trẻ em SOS Việt Trì. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa cho biết sẽ tổ chức 89 điểm chợ hoa xuân Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố. Thời gian hoạt động của các điểm chợ hoa bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 đến hết ngày 11 tháng 2 năm 2021. Chợ sẽ trưng bày các loại cây cảnh, hoa, quả, đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết các chợ, điểm chợ hoa phải đảm bảo yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch COVID-19, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường. Việc thu tiền thuê diện tích kinh doanh, trông giữ phương tiện phải tuân thủ quy định hiện hành của thành phố, gắn biển tên, trang trí cờ, ánh sáng, bố trí nơi làm việc, số điện thoại của đơn vị quản lý, sắp xếp hoa, cây cảnh, các mặt hàng hợp lý, đảm bảo mỹ quan đô thị và thuận tiện cho việc mua sắm của nhân dân thủ đô. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý về thị trường nông sản. Thưa quý vị và các bạn, giá trị xuất khẩu gạo Việt sang Philippines trong năm 2020 đã lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2020, Philippines đứng đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 35,5% tổng lượng gạo xuất khẩu, đạt 2,2 triệu tấn, trị giá 1,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,3% về giá trị so với năm 2019. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, kể cả về lượng và giá trị. Giá gạo Việt Nam xuất khẩu sang nước này đạt bình quân 476 đô la Mỹ một tấn, tăng 14,7% so với năm 2019. Tính chung cả năm 2020, nước ta xuất khẩu gần 6,25 triệu tấn gạo, giá trị đạt 3,12 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,9% về lượng nhưng tăng 11,2% về giá trị so với năm 2019. Thưa quý vị, 10 container sản phẩm sữa hạt cao cấp của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk xuất sang thị trường Trung Quốc đầu tháng 1 năm 2021 vừa cập cảng và bắt đầu lên kệ chuỗi cửa hàng tiện lợi tại nước này. Sau 10 container nói trên, một lô hàng gồm 5 container sản phẩm sữa đặc có đường cũng đang chuẩn bị được xuất sang thị trường Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu người Trung Quốc. Sản phẩm đã được thiết kế bao bì và quy cách đóng gói mới lạ, phù hợp để làm quà tặng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trước đó, Vinamilk cũng vừa có thêm một nhà máy được cấp mã xuất khẩu cho sản phẩm sữa tươi, cũng như chứng nhận đạt tiêu chuẩn organic của Trung Quốc. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức giá cả một số mặt hàng nông sản. Giá lợn hơi ngày hôm nay vẫn tiếp tục tăng nhẹ ở một số địa phương, trong khi đó thì thị trường hồ tiêu tiếp tục lặng sóng, còn giá cà phê thu mua tại vựa nhích nhẹ 200 đồng 1 kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi dao động từ 83 đến 86.000 đồng 1 kg. Nam Định, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang đồng loạt tăng 1.000 đồng lên 84.000 đồng 1 kg. Hưng Yên, Hà Nội, Phú Thọ là 86.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi Quảng Nam và Bình Định cùng tăng 2.000 đồng 1 kg lên 83.000 đồng 1 kg. Thanh Hóa vẫn cao nhất khu vực 84.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi miền Nam tăng nhẹ từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg trong khoảng 80 đến 83.000 đồng 1 kg. Cao nhất tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, Tiền Giang 82.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại trong khoảng 80 đến 81.000 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu hôm nay đứng yên tại hầu hết các địa phương. Thấp nhất là 50.000 đồng 1 kg tại tỉnh Gia Lai và cao nhất là 53.000 đồng 1 kg tại Bà Rịa Vũng Tàu. Các địa phương khác giá mua ổn định trong khoảng từ 51 đến 52.000 đồng 1 kg. Trái ngược với thị trường hồ tiêu, giá cà phê hôm nay quay đầu tăng nhẹ ở hầu hết các địa phương. Cụ thể các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum nhích nhẹ 100 đồng 1 kg, đạt từ 31.700 đồng đến 32.100 đồng 1 kg. Lâm Đồng lên 31.500 đồng 1 kg sau khi tăng từ 1 đến 200 đồng 1 kg. Riêng thành phố Hồ Chí Minh giá vẫn ổn định tại mức 33.200 đồng 1 kg. Tết Nguyên đán Tân Sửu đã cận kề những ngày này. Tại vùng trồng kiệu trọng điểm Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa, người dân đã tất bật thu hoạch để kịp vận chuyển đi các nơi tiêu thụ. Tại vùng trồng kiệu ven đầm Thủy Triều thuộc thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, người trồng kiệu đang tất bật thu hoạch để chuyển ra các điểm thu gom. Hiện kiệu được các tư thương mua với giá trên dưới 40.000 đồng 1 kg. Theo người trồng kiệu, dù năm nay thời tiết không thuận lợi, năng suất kiệu không cao nhưng nhờ giá bán tăng nên người trồng kiệu Khánh Hòa vẫn khá lãi.
Hiện các nhà vườn trồng mai ở thành phố Hồ Chí Minh đang tất bật cung ứng hoa ra thị trường. Bên cạnh mai phục vụ cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thì nhiều vườn mai tại Thủ Đức cũng đang chuyển ra bán cho người chơi mai ở phía Bắc. Để hoa nở kịp Tết trong điều kiện khí hậu ngoài Bắc, những ngày này mai sẽ được tỉa lá, bón phân và chăm sóc đặc biệt. Sau khi hoàn tất các công đoạn chăm sóc, những chậu mai Tết dự kiến sẽ được vận chuyển ra Bắc từ khoảng rằm tháng Chạp. Các nhà vườn cho biết những chậu mai lớn chuyển ra Bắc phần lớn là để cho thuê với giá dao động vài chục triệu đồng một chậu. Do được tạo dáng đẹp và gốc to nên việc vận chuyển sẽ được sử dụng xe tải.